có rất là nhiều bài viết nói về rất nhiều nam giới là rất là lóng ngóng sử dụng chiếc áo mưa. Những chàng trai mà vừa mới kết hôn xong ấy, thì cái việc mà họ sử dụng bao cao su, nhiều người không biết cách sử dụng. Cái lần đầu tiên mà anh sử dụng bao cao su ấy thì anh cũng hơi bị bỡ ngỡ. Anh đã chạy vào trong nhà vệ sinh để tự bật điện thoại của mình lên để xem. Anh Phù đã không muốn là mất mặt trước người vợ của mình, bởi đúng vì rồi. Là đến cái lúc đấy mới bắt đầu học cái cách sử dụng bao cao su. Bởi vì không hề biết gì về cái bao cao su đấy, không có kỹ năng. Đúng không? Có nhiều bạn trẻ còn ngây thơ đến mức là dùng cái bao cao su đấy thổi lên. Vâng, nói về việc là sử dụng áo mưa cho cậu nhỏ của mình như thế nào thì em thấy rằng đã có rất là nhiều bài viết, có rất là nhiều thông tin mà chúng ta có thể đọc được nói về rất nhiều nam giới là rất là lóng ngóng, thậm chí rất là vụng về khi mà được tiếp xúc hay được sử dụng chiếc áo mưa dành cho cậu nhỏ của mình. Cái điều này thì anh Phù thấy thế nào? Anh nghĩ rằng là những cái thanh niên ấy, những cái chàng trai mà vừa mới kết hôn xong ấy, thì cái việc mà họ sử dụng bao cao su, nhiều người không biết cách sử dụng. Và tức cái là việc... còn lạ đúng không anh? Ừ. Chưa dùng bao giờ. Đúng rồi, bởi vì cái lần đầu tiên thì thường thường rằng là họ vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Nếu ví dụ mà những cái chàng trai nào mà họ có tìm hiểu ở trên các những cái phương tiện truyền thông ấy, thì họ mới biết cách. Như bản thân anh đây, cái lần đầu tiên mà anh sử dụng bao cao su ấy thì anh nào cũng ạ? Hơi bị bỡ ngỡ, là lúc đấy mình cũng không biết là dùng như thế nào cho đúng cách. Cái bỡ ngỡ của anh lúc đấy thì như thế nào ạ? Đã có xảy ra cái sự cố gì hay là cái điều, một cái tình huống nào đó hay không anh? Về sự cố thì chưa, bởi vì là anh cũng đã lường trước được cái sự việc. Nói chung là anh cũng ngại, nếu như là lần đầu tiên mà không biết sử dụng bao cao su trước người vợ của mình thì cũng ái ngại. Về sau thì anh đã có cái sự chuẩn bị, anh đã chạy vào trong nhà vệ sinh để tự bật. Điện thoại của mình lên để xem. Thì đấy là cái lần đầu tiên anh sử dụng bao cao su. Và cũng là cái lần đầu tiên mình học cái cách để sử dụng cái đúng cách cái bao cao su đấy. Tức là ở đây là anh Phù đã không muốn là mất mặt trước người vợ của mình, bởi đúng vì rồi. Là đến cái lúc đấy mới bắt đầu đúng rồi. Học cái cách sử dụng bao cao su bởi như vì, thế nào đúng không anh? Anh lấy vợ thì so với người Việt Nam của chúng ta ấy thì khá là muộn. Anh lấy vợ ở năm 28 tuổi. Lúc đấy mà bởi vì là người đàn ông ấy thì bao giờ họ cũng có một cái chút sĩ diện. Mặc dù có thể là trước đấy thì mình chưa bao giờ mình sử dụng đâu, nhưng mà mình cũng không muốn cho cái người vợ của mình biết rằng là mình không hề biết gì về cái bao cao su đấy. Không có kỹ năng đúng không? Có thể là mình chưa dùng đâu. Nhân đây thì anh cũng kể cho An Ngọc nghe một câu chuyện về sự cố sử dụng bao cao su. Đó là có một cái anh tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình ấy. Anh ấy lên miền núi để tuyên truyền cho đồng bào miền núi. Thì ở đó thì gặp một trường hợp là gặp một anh thanh niên mới lấy vợ có đến để nhờ tư vấn ấy. Thì cái anh tuyên truyền này mới đưa ra một ngón tay, bảo là chỉ việc lấy cái bao cao su úp vào là xong. Và sau một thời gian sau thì anh thanh niên ấy quay lại, mặt rất là dầu dĩ, nói rằng là tại sao tôi đã áp dụng theo đúng như cách cái lời cán bộ hướng rồi, dẫn ấy. Đúng như cái lời của anh dạy bảo rồi mà sao tôi vẫn sinh con sòn sòn. Thì anh kia bảo thế anh đã sử dụng như thế nào? Thì anh này bảo là thì tôi làm theo cách dạy của anh, là tôi đeo cái bao cao su vào cái ngón tay của tôi và làm gì thì tôi cũng đeo vẫn như thế, đeo đúng không tuân thủ 24/24.
rất là đúng rồi, theo lời hướng dẫn. Rất là nguyên tắc và rất là đúng. Vâng, đây là hậu quả của anh nghĩ là việc là không có cái giáo cụ trực quan đấy ạ. Nên là anh cán bộ đã dùng ngón tay của mình để làm cái giáo cụ trực quan. Đúng rồi. Và với sự ngây thơ rất là dễ thương của những người thanh niên miền núi này thì nên đã dẫn đến cái sự hiểu lầm tái hại. Sau đó thì anh tuyên truyền ấy, anh mới nhận ra là cần phải có một cái giáo cụ trực quan như An Ngọc nói. Em nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện vui, có lẽ là cũng có phần là hơi quá lên một chút để tạo nên một cái sự hài hước. Tuy nhiên thì nó ẩn chứa trong đấy cái thông điệp về việc là chúng ta đang thiếu kiến thức, có rất nhiều người đang thiếu kiến thức trong việc sử dụng bao cao su. Và trên thực tế thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện như thế, như là chúng ta search trên internet về sai lầm sử dụng bao cao su thì em thấy sẽ có rất là nhiều tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là với các bạn trẻ khi mà lúng túng, khi mà chưa biết cái cách, chưa một lần nào sử dụng mà sẽ lúng túng gặp phải những cái trường hợp như thế. Đúng rồi, có nhiều bạn trẻ còn ngây thơ đến mức là dùng cái bao cao su đấy thổi lên rồi lúc đó mới cho cái dương vật của mình vào. Thì đấy là một cái, bởi vì là dùng như thế là sai cách, thế cho nên rất là khó để có thể cho cái dương vật đúng vào cái vị trí của cái bao cao su đấy. Vâng, và có lẽ là bây giờ thì mời anh Phú cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một clip sau đây để chúng ta một lần nữa được hiểu rõ hơn về những cái bước, những cái quy trình như thế nào để sử dụng chiếc áo mưa cho cậu nhỏ của mình đúng cách nhất và đảm bảo an toàn nhất.